Hello, lời nói đầu tiên cho Lợi xin gửi lời chào đến tất cả cô dì chú bác và anh chị em gần xa và các anh em đồng nghiệp luôn nha. Chúc một ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc luôn nha, và nhiều sức khỏe luôn nha mọi người. Thì hôm nay là mình cũng đã tới ngày đi thăm bảy luôn nè mọi người. Thì, để coi bữa nay chứ có hàng siêu to khổng lồ khủng khủng hay là trúng mánh gì không nha mọi người. Chứ mấy cái luồng này mình đi thăm lúc nào cũng có lý chứ á, nhưng mới biết bữa nay, đợt này mình đi thăm sao nha. Rồi đồ nghề của mình nè mọi người, đây là túi lưới nè, lúa nè mọi người, rồi chuột đó, mình đem 20 con chuột nè mọi người. Rồi thì cũng mà mình cũng xin mời mọi người đi theo chân mình đi trải nghiệm thăm các bạn những cái bãi nha. Thì để tới tới cái bãi đầu tiên đi, còn mình thăm rồi mình sẽ quay cho mọi người xem nha mọi người. Rồi, thì đã tới cái bãi đầu tiên nha mọi người. Thì mình lấy lúa chị Dũng nha. Cái bãi mình đặt cực khổ lắm mọi người ơi. Mình trung như là trung lỗ chó vậy đó. Cực như con chó luôn á. Cực lắm mọi người. Đi là lọn cột cột vậy. Đi chung vô đây mà không có nữa, không có chết nữa. Có không trời, cho thấy cái bãi mình luôn nữa cái trời. Rồi thấy chuột rồi mọi người. Trời ơi trời. Rồi có mọi người. Để vô lúa mình đặt nha. Đặt máy nha mọi người. Tới cái tiếp theo quay tiếp cho mọi người xem. Đây nha mọi người. Mình đã tới bãi tiếp theo rồi mọi người. Coi có ở đây. Trời thấy em râu nữa rồi mọi người ơi. Gì trời? Con chuột ở đâu trời? Con chuột nó cứ cứ. Nó cứ cứ râu mọi người. Mình lại máy vô chuột lại mọi người. Mọi người, thì ra tới cái tiếp theo nha mọi người. Hồi nãy như đi mình cũng đi thăm thêm đúng không? Thêm 4 5 cái gì đó mà không thấy dính cho mọi người. Này mà không có mình cắt bớt rồi bỏ nha mọi người. Bây giờ không tính dính nó chưa. Đây thảm với những con hổ hành, những con hổ ngựa nè mọi người. Đây nè. Giờ sẽ có ồ nặng nặng mọi người, nặng 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 nặng. Gì đây? Ồ con ngựa rồi. Con ngựa em ngựa. Ồ, em ngựa này cũng nhỏ. Chắc cũng cỡ 600 gram à. Rồi để mình ấp máy luôn rồi. Ấp máy mình lên trên gò kia bắt rồi chú trống bắt luôn rồi xem. Hậu hán quyền đi. Đây nè mọi người, em đây mọi người. Cái hổ hán quyền mà. Nè mọi người, đây em nó không ngựa mọi người. Đây mình đáp máy mọi người, ta có quay tiếp cho người xem nha. Mọi người ơi, giờ mình đã tới cái bãi tiếp theo mọi người. Cái bãi ở ở đây của mình được thẩm chín đường con rắn 800 gram nữa mọi người. Giờ rồi, thăm tiếp nữa mọi người. Trời ơi, ủa sao thế nặng ta? Ủa kỹ lắm mọi người. Thủ là thầu nặng chứ cái gì trời. Thủ là thầu. Ít thầu cũng thầu. Nó nặng lắm mọi người. Ít cả. Thủ là thầu cứng ngắt cái lợp mọi người. Chết mẹ nó nặng lắm mọi người. Thủ là thầu. Nặng dữ cái trời. Mọi người. Giờ mình ở đây có ngồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ lên đi xe chạy lên đằng kia chút xíu mình bắt luôn rồi, mình nổ máy luôn rồi, mình quay cho mọi người xem nha. Rồi giờ là tới chỗ mát nha mọi người. Trời ơi trời ơi mọi người, cái bẫy nó nặng khủng khiếp luôn mọi người ơi. Cái bẫy á, bẫy mình nặng khủng khiếp luôn á. Trời ơi là trời ớt rồi nè mọi người, thấy không mọi người, thấy không đó. Khi ghê không trời ơi, trời một con hai con đây. Trời ơi trời này hai con rồi mọi người ơi. Chết trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi. Như là mọi người ơi, sướng sướng sướng.
Trời ơi trời, hai cái này, có hai con này gần hai cứ với mọi người. Kiếm mấy nữa. Ủa trời. Hai em khủng không mọi người. Ủa mọi người vô vô vô. Trời ơi trời, sướng quá, sướng quá, sướng rồi. Vàng ta. Trời ơi. Con nhận cậu ô trời. Sướng quá sướng rồi. Ôi ôi. Mọi người. Mà xem hả? Ghê chưa, ghê chưa? Tại vì cậu ô trầu hồi như con khỉ lắm như trầu, trầu hai con luôn trầu ơi. Trầu con là trầu. Sướng quá rồi. Hai em này một ký mấy, hai ký nha mọi người. Ôi ô trầu ghê mọi người. Ôi trầu mình tính nó có một em mà. Ai vậy đâu, hai em trầu nặng trịch. Cái bẫy mà luôn. Lần đầu tiên dính được gì nha mọi người. Lần đầu tiên dính được hai em bành ký gì luôn mọi người. Trời ơi, để mình chụp hình luôn mọi người, chụp hình đợi mình đặt đăng lên hình nền mọi người. Rồi, thôi giờ mình bắt nha mọi người. Bắt chờ cho mình xem nha. Trời ơi, trời. Quá sướng rồi. Chàng ơi, chàng chị. Đặng tan. Vô. Đang làm. Chàng ơi, chàng mọi người. Nãy thăm chục cái mà được có nghe phun ngựa. Là cái khu này, cái khu của mình dính dữ lắm rồi. Bây giờ mình đi thăm mấy cái hàng sao không dính, bây giờ dính rồi mọi người. Dạ, thương nha. Quá chẹt cái lợp cái này không biết sao đây. Quá trời ơi, chẹt ngắt lợp luôn. Quá cứ chẹt rồi. Trời trời, suy nghĩ sao mà vô hai em chà bá hình dưới trời. Không hiểu nổi luôn á tài. Quá trời rồi. Hai em quá đi. Thiệt tình trời, sao nó chẹt quá mà lấy không được luôn mọi người. Quá chẹt rồi. Cứ ngắt cái lợp luôn trời. Mình thủ ra sẵn trước mọi người, xong bỏ vô, phá thứ ra hai em này, vô mắt nó rồi. Chích bên anh lấy ra cho cưng ra, cưng chẹt quá chẹt rồi sao cưng nông bận gì được cưng, chịu sao nổi, quá thứ chẹt rồi, vô chi vô chú giữ thằng không biết nữa, vô con bự nhất luôn đi ừ. Trời ơi, em này từ 1 ký nữa rồi ông ơi. Đây nè mọi người, em này chắc 800-900 gram nha mọi người. Đây nè. Trời ơi, một em nha mọi người. Đây là một em nha. Một em. Trà bá hạnh. Lần đầu tiên dính kiểu này trời. Cảm thấy nó sướng sướng gì đâu á. Ủa? Trời ơi, là trời. Mình tính được có hai em hay vậy, ba em mọi người ơi. Trời là trời luôn á. Đây nghe em nó mọi người. Trời ơi là trời. Đây nghe em nè. Em này chắc cứ 600 gram này mọi người. Trời ơi là trời. Mình tính đâu là có hai em bây giờ ba em luôn. Không nổi vô. Cái gì đâu mà dữ thật luôn trời. Đây nghe mọi người, trời ơi là trời gì đâu, con lợp một ba em tạo trong cuộc đời trời. Ôi trời, nè mọi người, 1.7 của mình mọi người, 1.7 mình ba em luôn, ba em bự không nha mọi người. Ủa anh chị cứng ngắt cái lợp luôn. Ôi ủa là trời, sướng quá, trời ơi là trời, sướng quá sướng rồi, sướng quá. Nè mọi người. Thôi bây giờ mình ốp máy nha mọi người. Tới cho bảy tiếp theo mình quay tiếp cho mọi người xem nha. Coi mình đây tới mười mấy cái nè mọi người. Những khu vực này nè. Để mình kia thăm mời có quay tiếp cho mọi người xem nha. Ủa chứ này gặp bay em là sướng rồi. Thế nè mọi người. Giờ mình đã tới điểm thăm bảy tiếp theo nha mọi người. Ở đây là mình còn có bảy cái nữa là hết luôn bảy bữa nay luôn.
cây gạo này chỗ này thành huyết sắc lại quá. À, thấy cô cất mọi người nè, đây là chỗ tham chỉ nè, không có nắng mọi người nè, chúng ta nhẹp mọi người, nó thấy không, nước bự nhỏ đây mà nặng nha, không thành mọi người, không bảo đảm mọi người, đây này chắc cũng 2-3 lạng mọi người, cô lấy đi nãy giờ mệt quá mệt rồi, giờ gặp cái này cái khỏe của mình là liền mọi người. Trời ơi, yêu cầu có dính thì mình thấy khỏe mình, mà không dính cái là mình thấy quải quá quải. Bắt cao luôn nha mọi người. Đây, em đây mọi người. Đây. Chắc cỡ 200 gram mọi người, 200-300 gram vậy. Thôi kệ, có đỡ hơn không, có trọng hơn cái giá luôn. Nhỏ nhưng mà nó cũng có lý, cũng có gắn là có tiền mọi người. Rồi mình để nó hấp máy nha, tới cái máy tiếp theo quay tiếp cho người xem. Mọi người giờ mình đã thăm hết trơn 7 rồi mọi người, là gì thăm gì đâu mà không có mọi người ơi. Mới đầu dính được đi thăm một mớ 7 vậy đó, cần chục cái dính được cái 7, dính được hô ngựa xong rồi thêm hai cái nữa, qua cái thứ ba thì mới dính được là một cái 7, mà dính 3 em mọi người, công nhận rồi, mình mới thấy lần đầu tiên mà dính được cái 7-3 em luôn rồi. Rồi sau lại về còn 7-7 sau dính được em nhỏ mọi người, 2-3 lạng nha. Đây mọi người, bữa nay chiếm phẩm mình nè mọi người, chiếm phẩm mình bữa nay là nhờ hên có cái 7 đó là dính 3 em, bởi mình mới có vốn đi buôn nha mọi người. Không mấy là mình bữa nay đói sạch mới họng rồi. Nhờ có 7 đó không á. Nè mọi người, thấy không? Nó em thấy không? Chàng ô chàng. Thở đời nay suy nghĩ sao cái 7 mà dính 3 em một lượt. Trời em nói cành không. Mà mình suy nghĩ hoài, suy nghĩ tới lui hoài không hiểu nổi. Cái 7 bị lớn vậy đó mà suy nghĩ sao mà 3 em chập á, hình gì mà chui vô được, cứng ngắc cái 7 luôn. Vì cũng chán chui vô được, mình không hiểu nổi. Cái này là nó tại gia đình, nó thấy gia đình nó bị kẹt trống đi vô vậy, mình cũng không biết luôn. Hay là sao mình cũng không hiểu. Chứ một con một là vô sử chuột mất tiêu mọi người. Chứ đừng nói mà tới ba làm gì. Mình không hiểu nổi luôn. Mà thôi bây giờ tại vì bà cậu cho ăn thì mình cứ vậy đi mọi người. Chứ mình cũng không biết đâu đường nào gờ luôn. Mình không hiểu nổi. Đây là mọi người, giờ thì mình cũng xin chúc mọi người có một ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc với gia đình nha. Thì cũng cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian ra để mà theo chân mình đi trải nghiệm thăm những cái bãi nha. Rồi hẹn mọi người trong những clip sau nha mọi người. Mọi người xem có thấy hay á, nhớ đăng ký và ủng hộ cho mình nha mọi người. Mà hẹn mọi người trong những clip sau nha. Bye.